cơ sở tái chế nhất thải trái phép được phát hiện trong một khu vực heo hút của huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 11.000 lít nhất thải không có nguồn gốc. Sáng 11 tháng 4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện một cơ sở tái chế nhất thải trái phép, quy mô rất lớn ở huyện Hàm Tân. Theo Công an tỉnh Bình Thuận, thời gian gần đây, tại huyện Hàm Tân và thị xã La Ri, tỉnh Bình Thuận, xuất hiện một số hiện tượng bất thường trong mua bán dầu nhất. Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo các đơn vị và công an các địa phương chủ động triển khai nghiệp vụ, nắm tình hình. Qua thời gian theo dõi, chiều tối 10 tháng 4, Công an huyện Hàm Tân đã bất ngờ ập vào kiểm tra một nhà xưởng rộng trên 200 mét vuông được rào chắn kín đáo tại thôn Suối Bang, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân. Tại khu vực nhà xưởng, công an phát hiện có khoảng 7.000 lít dầu nhớt thành phẩm không nhãn mát, 4.000 lít nguyên liệu là nhớt thải chứa trong các thùng nhựa. 10 thùng phi chất thải rắn và toàn bộ hệ thống máy móc, thiết bị, dung dịch phục vụ hoạt động tái chế. Qua điều tra ban đầu, đối tượng điều hành cơ sở này là B. T. G. sinh năm 1976, ngụ tỉnh Quảng Ngãi. Theo ngành chức năng, quy trình tái chế nhất thải trái phép của cơ sở này bằng phương pháp thủ công, lộ thiên, đường nấu kết hợp pha chế hóa chất độc hại đã thải ra một lượng lớn mùi hôi và khói độc gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường, làm thẩm thấu vào đất khu vực xung quanh đồng thời sau khi tách ra lượng lớn dầu nhớt thành phẩm thì tồn lại một lượng không nhỏ chất cặn bã ở dạng rắn gần như rất khó hòa tan khả năng cao các đối tượng sẽ đem chôn vào đất riêng lượng dầu nhớt thành phẩm các đối tượng cho vào bình và dán nhãn mát giả để bán ra thị trường loại dầu nhất này nếu sử dụng sẽ làm giảm tuổi thọ và ảnh hưởng máy móc phương tiện thiết bị hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật trước đó cũng tại huyện hàm tân lực lượng chức năng phát hiện hai vụ tái chế nhất thải trái phép thu giữ hàng ngàn lít nhất thải